Từ gần 20 năm nay, người dân hai xã Vạn Phú và Vạn Thọ thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa rất bức xúc trước hai mỏ nước khoáng nóng của hai xã này sau khi được ngành chức năng khoan thăm dò xong rồi bỏ hoang, để ngày đêm phun trào gây lãng phí nguồn tài nguyên. Nằm trên địa bàn thôn Cổ Mã của xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, một mỏ nước khoáng nóng chảy rất mạnh. Khói bốc lên nghi ngút với độ nóng trên 70 độ C, ngày đêm chảy phun trào từ gần 20 năm nay. Mỏ này trước đây được một công ty khoan thăm dò. Khi khoan xong, đạt hiệu quả, nhưng không hiểu vì sao lại bị bỏ hoang cho đến nay. Người dân thôn này thường ra đây lấy nước nóng về xài khi mùa lạnh và đem gà vịt ra đây để nhổ lông, làm thịt, ngày càng gây ô nhiễm. Tương tự, một mỏ nước khoáng nóng khác cũng bị bỏ hoang sau khi khoan thăm dò tại khu vực suối Hốc Chim thuộc thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, có độ nóng trên 60 độ C với nguồn nước khoáng trong vắt, phun rất mạnh, lại nằm ngay nơi có phong cảnh rất đẹp bên con suối lượn quanh núi Hòn Chảo. Mỏ này cũng bị bỏ hoang hơn 20 năm nay.